nó thì những điều mà thầy dạy thì mấy con nhớ, thì tôi rằng nó là cũng rất lớn cho mấy con. Nếu mà mấy con tu sai một chút thì mấy con sẽ lạc vào cũng được, bởi vì hầu hết là những từ các tổ các thầy mà tôi là tại vì không có kinh nghiệm, không có người kinh nghiệm dạy, cho nên hầu cứ nhất tâm về ức chế tâm để chúng ta được sự an tịnh, được sự yên ổn. Do sự yên ổn đó cũng là sự tu bổ. Chúng ta đang rèn luyện một cái đạo lực để chúng ta làm chủ được những cái nghiệp đau khổ nên đời của chúng ta, chứ không phải bây giờ. Cho nên cái đạo lực phải có, chứ không phải ngồi đó để sự yên lặng đó để mình chịu đựng ức chế ép làm cho cái đau khổ chúng ta, cái sân hận chúng ta, cái ác pháp nó không hiện ra. Nhưng nó không hiện ra nó vẫn còn nằm thương một chỗ, chứ chưa có sao. Ở đây chúng ta không nhớ cái dân từ mà trong giới luật của Phật dạy bảo mình từ bỏ. Từ bỏ, bây giờ thầy nói như thế này, mình sẽ thấy cái từ bỏ mình có được. Bây giờ chúng ta đã biết những sự mê tín đó là cúng bán của ông tự chưa không có. Thế mà chúng ta bảo từ bỏ, nhưng mà chúng ta có từ bỏ. Bây giờ nó từ bỏ, vậy kinh sách đại thừa sai chúng ta có dám đem bớt không? Chưa dám đem bớt, tức là chúng ta còn thiếu, tức là chưa từ bỏ. Chúng ta thấy nó sai, nó dạy chúng ta mê tín, nó dạy chúng ta những cái tu tập không đúng, thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta từ bỏ là bỏ sạch, dẹp sạch, rớt sạch, không cần xài nó nữa. Chúng ta dám làm điều đó không? Như vậy chúng ta chưa từ bỏ. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta thấy này, bây giờ chúng ta từ bỏ những dân từ, tức là bỏ không còn sai nữa. Bây giờ bình thường chúng ta không thấy gì nữa, chúng ta từ bỏ, không có tính, không có dám, không có tánh, không có mang gì hết, không sợ nữa, bình thường. Nhưng mà bệnh nhất là chúng ta đau bệnh rồi bắt đầu thử cho chúng ta từ bỏ hay là chúng ta chưa từ bỏ. Cái này thật sự là chúng ta chưa từ bỏ, chưa đủ gan dạ từ bỏ. Biết nó sai, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa đủ từ bỏ. Thầy nói như thế này, một cái người mà chúng ta có hiểu rồi, nhưng mà sự thật ra nói từ bỏ thì chúng ta chưa từ bỏ. Bình thường thì chúng ta nói hay lắm, nhưng mà thử thử thì chúng ta không có từ bỏ những cái nơi chúng ta. Đó thì đó những điều kiện mà thầy nói thì nhắc nhở. Từ bỏ là phải từ bỏ thật sự từ bỏ, để chúng ta đạt được những cái lợi ích lớn cho chúng ta. Còn cái này nó nhỏ nhí, nó làm chúng ta tiếc tiếc. Cũng như thầy nói trên sách dạy thừa giờ mấy con có cả tụ, nhưng mà con biết nó là sai, mấy con không có tu tập nữa, mấy con bỏ đó, nhưng mà cứ tiếc cho nào mấy con chưa bỏ. Đem bớt sạch, bỏ sạch ba cái thứ này ra đi, nó không có lợi ích cho mấy con. Nếu nó có lợi ích thì mấy con cứ nhìn các thầy, các tổ, các hòa thượng, họ đã lợi ích rồi. Đằng này họ có lợi ích đâu, họ chết trong đau khổ không. Có người nào mà chứng kiến không? Nhìn cái mà họ sai, chúng ta thấy rõ ràng là hiện bây giờ đang sống, họ phạm giới cái giới ăn uống trên đời, sống trong chiều to Phật lớn la không từ bỏ. Họ nói thì từ bỏ, nhưng mà những cái hướng hạnh này nhìn qua thì chúng ta cũng như bây giờ mấy con nghe thì đúng, từ bỏ. Nhưng mà sự thật nằm trong tâm của mấy con chưa từ bỏ. Thầy nói rồi mấy con chết lên, mấy con sẽ thấy có những cái mấy con chưa từ bỏ. Cho nên nói từ bỏ rồi mới đoạn nghiệp được, mà mấy con chưa từ bỏ là sao mấy con đoạn nghiệp được? Cho nên xét nét thật kỹ thì mấy con thấy chúng ta còn dính lắm, đặt còn dính được. Như từ lâu đến giờ thầy ở trong cái tư vấn này, bây giờ thầy đi ra thầy ở chỗ khác mà thầy vẫn thấy an vui, thầy vẫn thấy bình thường, không có gì hết. Đó là thầy đã từ bỏ. Nếu mà thầy dính mắt chỗ này chắc chắn là thầy từ bỏ được. Bây giờ đi ra thì nhớ thôi, thầy ở rồi thầy chỉ biết nọ buồn rầu, thôi là thầy chán, có từ bỏ. Nó chỉ có chuyện nhỏ, nhưng mà đó từ cái nhỏ đó mà chúng ta chưa ra cái lớn chúng ta chưa được. Cho nên những cái này là phải tư, là phải học. Chẳng hạn là như cái từ bỏ mà tôi vô đây tôi ở thời gian đặc cư thì tôi nhớ nhà, nhớ chỗ tôi có một cái từ bỏ chưa. Chừng nào mình phải biết từng cái tâm niệm hiểu biết đó, mình mới thấy được mình mới giả lập từng chút dùng phương pháp các thứ dập nặng nó mà để từ bỏ cái tâm sạch. Những cái hành động chúng ta phải làm bởi vì nó có cái hình thức mình nói từ bỏ, nhưng cái hình thức không từ bỏ thì sự thật ra tâm tâm chưa được. Phải từ bỏ cái mình thích. Thầy nói bây giờ mình biết rõ ràng trên các đại thừa thì mình bỏ nó đi, mình dẹp nó đi, trong nhà đừng có để cái thứ này nữa. Nó tiền thừa biết bao nhiêu thế hệ đã sai lầm,
chứ không phải riêng có cái thế hệ của mình. Bao nhiêu thế hệ, từ những cái thế hệ trước chúng ta đã sai lầm, được những gì, bây giờ chúng ta được những gì, và sau này những kinh sách này còn lại, thế hệ sau này được những gì, là theo tốn biết bao nhiêu thứ mình, biết bao nhiêu tiền bạc của mọi người để giờ tin những kinh sách này. Vậy thì chúng ta biết rõ nó là đức gì, nó tán dở chúng ta rất lớn. Các con thấy như kinh sách qua, dù cho tạo tội thêm tất cả những ngày nữa, đó là dụ chúng ta ai cũng nghe ham hết, cho nên mọi người đều xứng nhau mà cộng. Cho nên thầy nói thật sự, nếu thầy tôi không chính, không tìm hiểu hết tất cả những cái ảo tưởng này, thì nghe nó tin thì ai mà dám bày, nghe nó thật thiết thì ai mà dám nói. Chỉ có người tu chính người ta suy ra, người ta mới thấy rõ ràng là nhân vật, thì nhân vật những cái nhân vật trong những cái câu chuyện này đều là do một cái người tưởng tượng ra mà biết, không có gì, không có cái người vậy. Cho nên toàn bộ cái sự thật rất thật. Cho nên vì vậy không thật chúng ta ném đi những cái chính, mà ném đi tức là từ bỏ những cái sai. Còn bây giờ chúng ta chưa ném được, từ cái hình thức không ném được, thì cái thử hỏi tới tâm của chúng ta có bỏ được không? Thì hôm nay thầy nói như vậy có nghĩa là phải đúng, chúng ta có đầu óc, con người chúng ta phải biết cái đúng cái sai.